mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình ở bộ môn phát triển thương hiệu. Mình là Nguyễn Thị Kiều, sinh viên khóa bảng của trường đại học Edit. Đến với video ngày hôm nay, mình mang tới cho mọi người một từ khóa, đó chính là vị trí. Cái vị trí mà mình đang muốn nói ở đây là cái vị trí mà chúng ta lựa chọn để chúng ta ngồi vào. Khi mà chúng ta biết được cái giá trị của bản thân, của mình là gì, mình biết được khả năng của mình đến đâu, thì mình cần phải tìm cho mình được những cái vị trí để làm sao bộc lộ, phát huy những khả năng đấy ra bên ngoài, tối đa hóa tất cả mọi tiềm năng, tiềm lực của bản thân mình để cái công việc của mình nó trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Khi mà mình ngồi đúng cái vị trí của mình tận dụng tối đa hóa mọi tiềm năng, tiềm lực của mình, thì mình có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để và mang lại giá trị cho mình to lớn nhất. Còn cái việc mà chúng ta ngồi sai vị trí, ngược lại nó sẽ khiến cho chúng ta không phát huy được cái khả năng của mình, khiến cho những cái khả năng, những cái năng lực của mình nó mai một dần và nó trở nên vô nghĩa, vô giá trị, nó không có cái giá trị gì cả. Bởi vì nó không được dùng đến, nó không được khai thác, nó không được phát triển. Và khi mà chúng ta ngồi sai vị trí như vậy thì chúng ta không thể nào mà đi tới được thành công, bởi vì là mình không có những cái năng lực để mình phát huy ở cái vị trí đấy. Video của mình xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.